Bà có phải có bị bệnh không? Vừa tan ca đã bắt tôi đến đồn cảnh sát. Tôi nghe người khác nói, ở đây có một người đang xem bói đúng lắm. Bà là đồ phá sản, bà đúng là bệnh thần kinh rung rinh rồi. Tôi nhất định phải ly hôn. Buông tôi ra, người đàn ông này, sao chỉ biết hung dữ với vợ. Dương ca ca, bảo bọn họ tới đây đi. Họ đến đây vì tìm tôi xem bói, nghe thấy chưa? Nhìn qua đã biết, hắn biết chúng ta đến tìm hắn. Hai vị có chuyện gì vậy? Không còn sớm nữa. Nếu không có gì thì về nhà nấu cơm đi. Chú cảnh sát, tôi thay mặt vợ xin lỗi chú. Vợ tôi bị bệnh rồi, chúng tôi về ngay đây. Đến rồi sao có thể nói đi là đi chứ? Nói đi, ý các người là gì? Ồ, tiểu thần côn, chúng tôi không tin anh đâu. Chỉ là đồ đạc của gia đình tôi 10 năm trước bị đánh cắp. Con mẹ nó, vợ tôi thật sự nghĩ anh có thể giúp chúng tôi tìm ra nó. Còn tôi không muốn gây thêm rắc rối cho các anh. Cái gì? Bị đánh cắp 10 năm trước giờ mới đến báo cảnh sát? Đúng là có chút mùi lừa đảo. Chú mèo này, chú coi thường anh cân quá. Đừng nói 10 năm, cho dù là 25 năm, cân ca cũng có thể tìm thấy. Thôi quên đi, không phiền tiểu thần côn, chúng ta về nhà chơi bông mân tiếp đây. Anh bị đánh cắp một cây đao của Hồng Quân đúng không? Nghe Hồng Quân nói ra câu này, người đàn ông đó lập tức ngây dại. Đúng ư, đúng vậy. Vậy thì đừng đi, tôi có thể giúp anh tìm thứ này. Hả, thật sao? Thứ đó đã bị đánh cắp 10 năm trước, thật sự có thể tìm thấy sao? Đương nhiên, 10 năm thôi mà, có phải là 1.000 năm đâu. Tiểu Cân, cậu không nói đùa đấy chứ. Dương ca ca, anh yên tâm đi, cũng chỉ khó tính hơn bình thường một chút thôi. Chỉ cần thời gian 3 ngày thôi. Cái gì? 3 ngày sao? 3 giờ sao? Không đến, chỉ cần 30 giây thôi. Thật sao? Mẹ kiếp, nếu thật sự anh tìm được nó về cho tôi, đến lúc đó tôi sẽ dâng vợ tôi lên cho anh chơi một bữa ngon lành. Mẹ kiếp, ông đang nói cái quái gì vậy? Về nhà, xem tôi xử lý ông như thế nào. Ôi, bà xã, tôi chỉ đùa vị tiểu sư phụ này một chút thôi mà. Yên tâm đi, hắn không thể tìm ra được đâu. Nói hưu nói vượn với hắn một chút thì đã sao? Mẹ kiếp, thằng chồng thối tha. Tiểu sư phụ, đã tính chưa? Là ai đã ăn cắp hả? Anh có biết không? Chủ một cửa hàng ăn sáng ở phía đông thành phố. Phải, tôi biết. Sao thế? Có chuyện gì với anh ta à? Anh nói không sai, nhà hắn ta có một tầng hầm. Con dao của ông cố anh để lại đang ở trong đó. Tiểu sư phụ, không phải chứ, anh ấy và tôi có mối quan hệ rất tốt. Mỗi ngày đi làm tôi đều mua bánh bao ở chỗ anh ấy. Làm sao anh ta có thể làm ra chuyện này? Quý ông này, chúng tôi đã làm rất nhiều vụ án về cầm nhầm. Một số người có thói quen cầm nhầm. Được rồi, vừa vặn tan ca rồi, chúng ta đến đó trước đi. Vậy ở, được rồi, cùng lắm thì không ăn sáng ở nhà anh ta nữa. Không nên chậm trễ, chúng ta phải qua đó ngay. Chết tiệt, đúng là một nhà hàng ăn sáng. Anh nói xem, khả năng tiên cơ của tôi ổn không? Vương lão đệ, gõ cửa. Có ai ở nhà không? Tôi đến mua bánh bao. Ngày nào cũng mở cửa, không ai đến đóng cửa. Chú cảnh sát, sao chú lại tới đây? Chú Quách, chú cũng ở đây à? Chúng tôi ở đồn cảnh sát Tây Giao, bây giờ nghi ngờ cô liên quan đến vụ án cầm nhầm đại đao kháng chiến 10 năm trước, yêu cầu cô hợp tác điều tra. Chú cảnh sát à, tôi chỉ là người bán bánh bao thôi, sao có thể liên quan đến vụ án này chứ? Yêu cầu cô hợp tác với điều tra, đưa chúng tôi xuống tầng hầm kiểm tra. Hey Si, được rồi, mấy người vào đi, mọi người kiểm tra cẩn thận. Anh Quách, hai vợ chồng anh cũng được nhàn rỗi, cùng nhau tìm đi. Được rồi, Tiểu Cân, cậu có chắc là nó ở đây không? Nhìn xem, trong này có rất nhiều đồ lặt vặt, nhưng lại không có nhiều bụi, rõ ràng là có người đến đây thường xuyên. A à, ngưng, tìm thấy rồi, ông nội, chăn, còn bất hiếu, làm mất bảo đao của cụ cố 10 năm trước. Cuối cùng vật cũng quy chủ. Cụ ở Hoàng Tuyền cứ yên tâm, con có thể thanh thản đi gặp cụ chị rồi. Dương ca ca, sao rồi, lão phu tính toán chuẩn chứ? Tiểu Cân thật trâu bò, cậu bói chuẩn đấy. Một bảo đao mất lâu rồi như vậy, giấu kín như vậy, không ngờ đều bị hắn tìm được, phải quăng cái nồi này ra ngoài mới được. Ôi, chú cảnh sát, cây đao này là do tên khốn nhà tôi trộm, tôi không có một chút liên quan. Ha ha, không ngờ cô khai ra chồng mình sớm như vậy, cô nghĩ là không phải chịu trách nhiệm pháp lý sao? Cô chính là đang bao che tội phạm, yêu cầu cô trở về đồn với chúng tôi. Cô này, chồng cô đang ở đâu? Anh ấy chưa tan ca, chắc phải 8 giờ tôi mới về đến nhà. Được rồi, Tiểu Cân, Vương lão đệ, đúng lúc hai người làm ca đêm, tôi sẽ giao việc này cho các cậu, những người khác theo tôi về trước. Anh thấy thế nào? Được chứ, ít nhất cũng có 30 tên Nhật bị xẻo kim dưới lưỡi đao này. Lúc trước sao anh lại không đem cất kỹ nhỉ? Ấy, lúc đó tôi không cẩn thận để quên. Trên đường đi làm về, tôi mới chợt nhớ ra, tôi thường đưa bạn bè về nhà chơi mặt trược. Có lẽ là một lần, khi tôi không chú ý đem ra khoe, không ngờ lại bị cầm nhầm. Anh cũng nên cảm ơn vợ anh, nếu không phải có cô ấy, anh cũng không tìm lại được bảo đao. Sau này đối xử tốt với hắn một chút, đừng mắng cô ấy nữa. Nhìn người ta trẻ tuổi mà biết ăn biết nói kia, không giống như ông, mỗi ngày chỉ biết cắm đầu chơi bốc mân, không biết dỗ dành tôi nhiều hơn. Lần sau nhất định, lần sau nhất định. Sao? Anh nói thật chứ? Thật hơn cả đinh chân, đó đúng là một cánh cửa kỳ diệu. Ha 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 ha. Không ngờ trên thế giới này còn có kỳ tích này. Tiểu Phong, đưa tiền cho hắn. Vâng. Anh lấy 2 triệu này đi, khi tôi lấy được kỹ năng này, anh muốn bao nhiêu, tôi sẽ trả bấy nhiêu. Tiểu tử này mạnh hơn những người trước đây. Theo như tôi biết, người có những kỹ năng này được gọi là người tu luyện. Trên biết thiên văn, dưới tường địa lý, biết quá khứ và tương lai. Người đã ở thế giới này quá lâu rồi. Người đã quên mất ta là ai rồi sao? Chúng ta đến từ một thế giới song song khác. Hắn không thể lấy được thông tin của chúng ta. Lần trước người gặp hắn ta, hắn không phát hiện có gì bất thường sao? Vậy cũng phải cẩn thận. Không còn sớm nữa, tôi phải về nhà chơi bốc mân đây. Được rồi, đi đi, về nhanh một chút. Tiểu Đinh, triệu tập tất cả các huynh đệ. Lão phu mở cuộc họp.